Rồi, xin chào mấy anh em ha. Chúc mấy anh em ngày mới luôn an lành ha anh em, dồi dào sức khỏe ha. Rồi bữa nay tiếp tục em giới thiệu cho anh em là cái mẫu lồng quả đào ha. Mẫu lồng quả đào này thì hiện tại thì bên em bán nhiều lắm nha anh em, bán chạy lắm ha. Lồng này, cái mẫu lồng này anh em thích lắm. Thì trong cái lồng này thì nó đầy đủ phụ kiện hết trơn ha anh em. Nó có bốn, bao gồm mình bốn cống và một cái đế hướng phân nha anh em. Thì cái mẫu lồng này thì nó làm bằng nhôm nha anh em, làm bằng nhôm ha, nhôm 3 ly, dày lắm. Cái lồng này nó cứng dữ lắm nha anh em. Lồng này anh em có thể là anh em xài á, thì như anh em treo ngoài nắng ngoài mưa á, thì nó hư cái áo lồng hoặc là cái mâm thôi, thì mấy cái đó thì nó có bán rời hết trơn ha anh em, mình không sợ. Còn cái lồng, riêng cái phần lồng á, thì anh em xài lâu lắm nha anh em. Lồng anh em xài ở đây, em xài lồng 5 năm 7 năm thì cũng bình thường, không có gì cho anh em. Lồng này nếu mà xài 20 năm nữa, nó hẳn 20 năm cũng bình thường thôi nè, bởi vì nó không có gì để hư, nó bằng nhôm ha anh em. Bằng nhôm thì làm toàn bộ thủ công nha anh em, mỗi một cái dây đều nện dây cho anh em, chắc chắn lắm ha. Cửa này nè, trong ha, cầu đẹp lắm. Lồng này là bán chạy nhất ha anh em. Cái lồng này là mình đeo nuôi để giữ đuôi nha anh em, giữ đuôi ha, giữ lông giữ đuôi kiển ha anh em, đẹp lắm nè nè. Lồng đẹp ha. Lồng này thì cái bề rộng của nó là 40 nha anh em. Lồng nó bề rộng 40 ha, bề cao là 27, rộng 40, cao 27. Hiện tại thì em đang bán giá là 400 nha anh em, 400 bao phí vận chuyển nha anh em ha, 400 là bao phí vận chuyển luôn nha anh em, là đủ phụ kiện trong này luôn ha. Về thì anh em chỉ cần thả vô là nuôi thôi, là 400 là về tới tay anh em là thả vô nuôi thôi anh em, đủ chân ha. Mua một lần có thể xài cả đời anh em. Có lồng này nha anh em, lồng này cứng chắc lắm. Lồng này anh em bóp về đây không chi nhề nó cho nè, ngồi đây cũng bình thường anh em. Lồng này bán nhiều lắm. Thì nó trong anh em thấy cái cầu nó nè, nó cái cầu nó chỉ có đủ 4 cống nha anh em ha, 4 cống, cống thức ăn nước anh em. Rồi dưới thì nó có cái mâm hướng phân thì đầy đủ. Dưới này thì nó có cái cây ấy anh em, nó gài ha, có mấy chốt nè. Anh em chắc chắn lắm nha anh em, cái lồng này chắc chắn lắm. Lồng này hiện tại thì bán nhiều lắm nha anh em. Lồng này lồng quả đào ha, bề nó thì rộng 40, cao 27 nha anh em. Thì hiện tại giá bán là 400 nha anh em, bao phí vận chuyển nha anh em luôn ha, bao phí ship luôn anh em. Thì anh em có đặt hàng á thì anh em cứ điện thẳng trực tiếp số điện thoại em trên màn hình anh em, hoặc là anh em nhắn tin ha anh em, nhắn tin Zalo em có em tư vấn báo giá gửi sớm thì cho anh em xài nha anh em. Đẹp lắm nè. Lồng này ngoài anh em nhìn đó, nó chắc chắn lắm nha anh em, nó cứng lắm. Ốp về đây nhôm được làm tay cứng lắm. Anh em ngồi lên có cái CV đó cho anh em. Thì khi đi quay thì em không có cái móc ha, khi mà giao về anh em thì có móc đầy đủ ha nè. Lồng này xài bền lắm nha anh em, nhôm dưới dày lắm ha. Lồng này về tay anh em lưu ý lắm, đẹp lắm. Mẫu này mẫu trái đào. Cái này là nuôi kiển ha, nuôi giữ đuôi anh em, đẹp lắm nha anh em. Rồi hiện tại ngoài ra em có bán thêm một số, như là anh em có mua mấy cái cống mình đựng thức ăn đó anh em, thức ăn thóc ha, thì em có bán hai màu này anh em. Một cái màu xanh nè, màu xanh này mình có thể mình bỏ vô trong cái lụp mình đi bẫy anh em, hoặc là cái này cái màu trắng hay nhìn thấy thóc, thì có hai màu, anh em thích màu nào thì anh em lấy màu đó ha anh em. Thì cặp gì đây là bán 30.000 ha. Còn cái này cặp thì em bán 25.000, cái này cặp 20, cái này mình che cứng lắm nha anh em, che cứng ha. Cặp 20.000 nha anh em. Anh em nào có thương em thì ủng hộ em ha anh em, đặt hàng em ha, bấm đăng ký kênh ủng hộ em anh em, nhớ bấm vào cái chuông anh em, để khi em có đăng mấy cái video mới lên á thì anh em mình cùng nhau chia sẻ anh em. Hoặc là anh em bấm đăng ký, anh em đăng ký rồi theo dõi em thời gian, anh em thích cái thích mẫu nào hoặc là thích hộp mẫu nào đó thì anh em đặt ha. Một lần nữa cũng cảm ơn mấy anh em nhiều ha anh em. Thì phụ kiện bên em thì bao gồm nhiều lắm nha anh em, khoảng 200-300 sản phẩm ha. Tất cả đồ mà đi gần cần thiết anh em, như là quần áo ngụy trang, liều lợp, rồi thuốc men, thức ăn, đồ đầy đủ cho anh em. Thì bẫy, tất cả các loại bẫy có ha anh em, từ bẫy thòng đa năng tới bẫy cáp lụa xe bẫy, hay là cáp nào đồ săn bắt là có nha anh em. Thì anh em muốn mua cái mẫu nào đó thì anh em sạch lên ha anh em. Thì kênh của em kênh bẫy thép ha anh em, thì anh em sạch lên thì em cũng có làm mấy video rồi hết, thì anh em cứ lên trên đó mà anh em cũng có báo giá luôn trên đó nè anh em. Hoặc là anh em cứ điện em trực tiếp đi, hoặc là nhắn tin Zalo em báo giá gửi sớm gì cho anh em xài ha anh em. Rồi chúc anh em ngày mới ha anh em, luôn gặp nhiều may mắn ha. Rồi hẹn gặp lại anh em lần sau nha anh em.